Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái mẫu nhà tiền chế mà làm khung thì bằng sắt tiền chế, nhưng mà còn cái tường thì là xây gạch nha. Đó. Thì sẵn thì em làm thì em quay cái chi phí của cái căn nhà này bao nhiêu để cho cô chú anh chị nào có nhu cầu chuẩn bị xây nhà hay làm nhà tiền chế thì tham khảo cái mẫu nhà này để biết được cái giá để mà làm nha. Nếu mà có ưng ý thì liên hệ với em, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Em thì chuyên về kính nhôm sắt nóc sắt mỹ thuật, nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Thì toàn bộ cái này là làm móng rồi lắp bảng mã nè, đó, bảng mã rồi hàng ở những cái trụ ở trong á thì làm bằng sắt hợp dung mờ đó. Còn bốn góc thì là đi Y12 đó. Thì toàn bộ những cái chỗ nào mà xây dách thì bên em có hàng mấy cái râu sắt xấu ra để mà mình xây tường để liên kết cho nó cứng nha. Đó, thì cái nhà này diện tích là ngang 5 dài 13, một phòng khách, một phòng ngủ và một toilet, với lại là một cái sàn nữa. Đó, là một cái sàn từ cái phòng khách về sau luôn. Đó, thì hai toilet nha, toilet dưới và toilet trên luôn. Đó, còn ở trên thì sử dụng là kèo thì 50, đó, đòn tay thì 36 lập tôn. Đó, tôn màu nha. Thì cái diện tích này chiều dài tổng thể của nó là 20m nha, 20m là chiều dài, nhưng mà diện tích đất này là ngang 5 dài 20, nhưng mà xây là phải thục từ mặt tiền vô 5m để làm đập cái mái ra, chứ người ta không cho xây hết đất nha. Đó, rồi ở sâu thì giật vô lại là 2m đó, đây là khúc sâu nè, giật vô 2m, nên diện tích của căn nhà là tiền thi công là chỉ có ngang 5 và dài 13, thì một phòng khách, một phòng ngủ và một toilet sau. Đó, với lại một cái sàn ở trên nữa, nên cái nhà này cũng rất là rộng nha. Đó, thì do gia chủ yêu cầu là làm mẫu như vậy đó, nên là sẵn em làm thì em quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn. Thì tổng chi phí của cái nhà này á, là làm như trong video là vừa lót nền gạch luôn, rồi làm sàn cũng lót gạch sàn, ở trên sàn là sử dụng tấm sim bo, sau đó sẽ đi một lớp hồ dầu rồi là dán gạch ở trên nữa nha cô chú anh chị và các bạn nha. Với lại có đổ một cái toilet ở trên nữa, khúc sâu là có một cái toilet trên và một cái toilet dưới, nói chung là nhà này là hai cái toilet. Rồi cửa thì toàn bộ sử dụng là cửa sắt đó. Đó, cửa sắt nha. Đó, cửa sắt sử dụng kính 8 ly cường lực đó. Thì cô chú coi trong video sau thì sẽ thi công như vậy đó. Thì có đổ đà dằn ở trên cái đầu cửa nha, đó, để cho nó liên kết như trong video đó. Mặt trước thì sử dụng cửa sắt 4 cánh đó. Đó, cái khúc mà thả sắt ngang là để làm sàn nha cô chú anh chị và các bạn đó. Thì cái diện tích này á, là tổng chi phí luôn là hết luôn vật tư rồi luôn, công công cửa thợ sắt và thợ hồ luôn là hết luôn là 250 nha cô chú anh chị và các bạn đó, 250 củ nha đó. Còn vật tư là chủ nhà mua, nhưng mà tổng chi phí này nếu mà xong á, về gia chủ người ta dự tính là 250 triệu đó. Rồi còn cái công mà bên bên thợ hồ và bên thợ sắt làm á, bên em làm á, với bên hồ là làm thiết kết hợp làm là gần 100 củ nha cô chú anh chị. Đó thì nó 90 mấy triệu á. Đó. Thì em nói là gần 100 củ đi cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Đó. Thì khi nào mà nhà này mà lên thành phẩm xong xuôi, dán gạch rồi tô rồi lót sàn rồi xong thì em sẽ quay một vòng nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Thì khúc này là đang tô dách lên cho nó mặt tiền nó xong luôn nè. Đó. Như là tiến hành sẽ tô hai bên dách dưới sau. Đó. Ở trên thì đang lót sàn nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó. Ở trên thì bên em đang lót sàn. Thì vật tư gia chủ mua nên là bên em chỉ nhận khoán công lại đó, nên là gia chủ mua gì thì mình sử dụng nấy, với lại là gia chủ cũng gọi là tiết kiệm vật tư, cái nào tiết kiệm thì nên tiết kiệm, còn những cái nào không tiết kiệm thì phải làm cho nó cứng cáp nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, rồi những cái chỗ mà dựng trụ thì bên em có hàng sắt râu để mình liên kết với lại dách á, để cho nó cứng cáp nha cô chú anh chị và các bạn. Nó toàn bộ sử dụng là cửa sắt hết, cửa sổ bằng sắt, rồi cửa phòng bằng sắt, cửa ra sau cũng bằng sắt, cửa chính cũng bốn cánh cũng bằng sắt luôn nha cô chú anh chị và các bạn nha. Ở khúc này là mấy anh em đang thả tấm sim bo này để lót sàn. Đó thì sẵn em làm thì sẵn em lên em quay cái ở dưới cái khung sắt và ở trên cái dàn sàn cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn. Đây là cái toilet dưới nè. Đó, rồi ở trên cái toilet này sẽ có một cái toilet nữa. Ở khúc này là để trống, là để đổ lót sàn để mà đổ bê tông nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó. Cái khúc trống á.
Đó, khúc này là ở sâu còn lại 2 mét nè. Đó. Rồi lát em sẽ lên trên cái dàn sàn em quay cho cô chú anh chị và bạn xem. Toàn bộ nhà này là bốn mặt là xây gạch hết. Đó, khúc này là em đang quay trên dàn sàn nè. Đó. Ở cái khúc mà trống trống đó là chưa không có lót xi dán xem bo, không có lót tấm xem bo thì để lót sàn và đổ bê tông để làm một cái toilet trên đây nữa nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó thì ở đây sẽ mặt trước sẽ có một cái cầu thang đi xuống nữa. Thì toàn bộ là chi phí là hết toàn bộ là cô chú anh chị nào có nhu cầu làm mà như trong video á thì có tầm là 250 củ nha cô chú anh chị và các bạn nha. Là xong thành phẩm với một căn nhà. Còn nếu mà cô chú anh chị trừ tiền vật tư ra là nhận bên em nhận khoán công á, là gần 100 triệu nha, 100 củ á. Đó, nói chung là 97-98 củ rồi. Đó, nên là em nói là 100 củ luôn. Đó, thì cô chú anh chị xem. Bây giờ bữa nữa là khi em thi công xong căn nhà này sẽ quay một vòng nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo khi mà thành phẩm sẽ như thế nào nha. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video hay và hữu ích thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh để em có động lực ra thật là nhiều video mới và hay hơn để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.